Tôi thiết nghĩ rằng việc làm của thân quyến gia đình quý vị sẽ hồi hướng việc cho cụ bà sớm sinh về cảnh giới an lành. Và giờ đây quý vị đã bỏ ra tịnh tài, tịnh vật, sắm sửa trai nghi trước là cúng dường mười phương chư Phật, thứ đến là cúng dường chư Tôn Định Đức Tăng già. Thì đây là một cái pháp cúng dường nói theo cái gương hiếu hạnh của một chị ni đã làm cho Đức Phật đã dạy và khi di chuyển người xung quanh có gọi là cúng dường hồi hướng công đức cho mẹ. Mẹ của ngài một chị ni là người đang có trọng tội đọa xuống nhìn kiến một chút bị ngọt rất là đau khổ, đến bắt cơm ăn còn phải bị lửa cháy. Thì theo thầy thiết nghĩ rằng của bà một đời hiền lành và luôn chăm lo cho những người con sống có là con cháu thành nhân chi mỹ, sống luôn có ích cho cuộc sống, cho cuộc đời này, và đặc biệt là có những người con đã phát tâm theo người Phật tử, đúng với người Phật tử đại gia, nó luôn luôn hộ trì tam bảo và luôn hướng thiện, làm những công đức lành để còn hướng về cho bản thân. Thì hôm nay là cái tuần trung thất 49 ngày, quý vị đã tỉnh chư tăng tụng niệm trong 49 ngày qua. Chính bản thân và gia đình quý vị cũng vậy, hàng ngày trong suốt 49 ngày qua đã tụng kinh địa tạng hồi hướng thiện siêu cho thân mẫu. Đó là một việc làm hết sức làm với lòng tán thán công đức của quý vị. Thì chúng ta tin rằng nhờ cái công đức này thì thân mẫu của quý vị sẽ sinh về cảnh giới an lạc, không còn đọa đài đau khổ nơi chấn tâm đồ. Đó là một điều mà trong kinh đã hướng dẫn, đã dạy. Thì quý vị đã làm đúng theo cái nhan pháp của Phật chỉ dạy cho người Phật tử tại gia. Thì nguyện hồng ân tam bảo thì từ chứng minh gia hộ và chứng minh cái công đức cúng dường hôm nay để hồi hướng cho chân linh của cụ bà Lê Thị Kim Sa, phát danh Diệu Tâm, được thọ 81 tuổi, vãng sinh ngày 20 tháng 4 năm Tân Sửu. Và cũng nhờ cái công đức lành này hồi hướng về cho cụ vị thất tổ, ông bà nội ngoại gia tiên, cũng như những vị chân nhân trong gia tộc được nâng nhờ công đức suy sinh được cõi nước cảnh giới an lành của Đức Phật Di Đà. Và cũng nguyện đem công đức lần này hồi hướng về cho thân quyến, những người hiện hữu cũng như là con cháu, những người thân gần của quý vị được vạn sự bình an cát tường, luôn luôn gặp những điều tốt lành và sống theo tinh thần từ bi và bố thí.